Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Xin chào các bạn khán giả yêu quý của Tin Mới. Các bạn thân mến, những năm gần đây, trước tình hình an ninh trên biển nói chung, khu vực châu Á nói riêng đang có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Một số nước trong khu vực, nhất là các quốc gia có biển, đã tăng cường đầu tư trang bị cho lực lượng hải quân, trong đó tàu ngầm đã và đang là lựa chọn hàng đầu ở kỷ nguyên mới. Tàu ngầm được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, có khả năng tàng hình trong lòng biển cùng với các loại vũ khí khủng khiếp, khiến chúng dần trở thành một lực lượng chủ lực của hải quân nhiều nước trên thế giới. Xu hướng phát triển đội tàu ngầm thành lực lượng chủ lực nói trên ngày càng rõ nét hơn ở các quốc gia châu Á, vì các nước trong khu vực này đã và đang phải đối mặt với khả năng quân sự ngày càng mạnh của Trung Quốc. Việt Nam ta cũng không nằm ngoài xu hướng đó, không chỉ đẩy mạnh mua tàu ngầm từ các cường quốc về xuất khẩu trang thiết bị vũ khí, chúng ta còn chủ động chế tạo tàu ngầm, cải thiện đáng kể năng lực quốc phòng. Và gần đây nhất, cuối năm 2019, Việt Nam đã gây ấn tượng với cả thế giới khi chế tạo thành công tàu ngầm tự hành cực khủng. Tàu ngầm ấy là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, trong vài năm vừa qua, ngành công nghiệp đóng tàu quân sự của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có những bước tiến vô cùng vượt bậc. Chúng ta đã có đủ khả năng để chế tạo ra nhiều lớp tàu tên lửa 500 tấn, thậm chí là cả những chiếc tàu tuần tra cỡ 2.000 tấn. Bên cạnh đó, cũng không thể bỏ qua những kinh nghiệm đã có được trong việc khai thác làm chủ tàu ngầm tấn công Kilo 636 hay tàu ngầm mini lớp Yogo. Đây là tiền đề cho việc tự nghiên cứu, tự đóng mới tàu ngầm mini trong thời điểm hiện tại. Và một trong những kết quả vô cùng đáng tự hào đó đến từ một nghiên cứu của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với sản phẩm tàu lặn tự hành không người lái có tên là Dolphin. Dolphin có khả năng tự hành theo như lập trình, phục vụ hoạt động thu thập dữ liệu, quan sát, quan trắc và giám sát dưới nước tại vùng Biển Đông, phục vụ cho an ninh quốc phòng cũng như kinh tế biển đảo. Thiết bị này còn có khả năng điều khiển hành trình theo phương thức tự hành hoặc theo chương trình, đồng thời tích hợp điều khiển thủy âm hoặc giọng nói. Và một trong những ưu điểm nổi bật phải kể đến của thiết bị lặn không người lái Dolphin đó là nó được điều khiển vận hành theo phương thức tích hợp điều khiển hệ động lực, nguồn năng lượng, hệ cảm biến và thiết bị kỹ thuật ngoại vi. Tàu ngầm Dolphin có khối lượng 80 kg, đường kính thân chính là 250 mm, độ sâu lặn thiết kế tối đa là 50 m, thời gian hoạt động dưới nước liên tục từ 6 đến 8 giờ và có chiều dài 2.100 mm. Thiết kế của tàu lặn Dolphin hoàn toàn đủ khả năng điều chỉnh kích thước thành một tàu ngầm mini đủ tải trọng, mang theo thủy thủ đoàn cũng như vũ khí. Đây là tin vui cho chúng ta trong việc xây dựng hạm đội tàu ngầm cỡ nhỏ cho Hải quân Việt Nam trong thời gian tới. Các bạn thân mến, hiện tại trong biên chế của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam đang có 6 tàu ngầm Kilo. Đây đều là các tàu ngầm điện diesel cỡ lớn, có sức mạnh cũng như khả năng răn đe đối thủ rất cao, được coi là lực lượng chủ lực của tàu ngầm Việt Nam. Theo như đánh giá từ các chuyên gia quân sự, để phù hợp và đáp ứng được yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới thì số lượng tàu ngầm như trên vẫn cần bổ sung thêm. Tất nhiên, sau khi bổ sung số lượng tàu ngầm cần thiết, theo tính toán thì Hải quân Việt Nam vẫn cần có thêm một lực lượng khác giữ vai trò xương sống bên cạnh khối chủ lực. Lực lượng đó chắc chắn là hạm đội tàu ngầm mini với sự cơ động và đặc thù, có lượng rạn nứt nhỏ nhưng được trang bị hỏa lực mạnh. Với chiến thuật du kích nổi tiếng của Quân đội Nhân dân Việt Nam áp dụng trong các trận đánh, rõ ràng trận địa trên biển của chúng ta cũng áp dụng chiến tranh du kích. Và với việc phân bổ tàu ngầm mini mang nhiều hỏa lực mạnh, với sự cơ động của nó, rõ ràng đây là một trong những bước chuẩn bị hoàn hảo cho phương án tác chiến trong thời gian trước mắt và xa hơn nữa. Phân tích sâu hơn một chút, tàu ngầm lớp Kilo có rất nhiều điểm mạnh và được coi là loại tàu ngầm hiện đại bậc nhất thế giới. Nhưng loại tàu ngầm này lộ rõ một số nhược điểm mà không thể khắc phục ngay lúc này. Trong đó, nhược điểm lớn nhất của tàu ngầm lớp Kilo là vì nó có kích thước lớn, mớn nước sâu nên không thể hoạt động ở vùng nước nông, đặc biệt là các trận đánh gần bờ. Vì không thể hoạt động gần bờ đã khiến cho tàu ngầm Kilo bị hạn chế về khu vực giao tranh, đặc biệt là với đặc thù biển đảo. Các trận đánh ở đảo nhỏ thường xảy ra, tàu Kilo không tiếp cận được sẽ làm tổn hại đến chiến thuật của chúng ta. Và để khắc phục khuyết điểm đó, chúng ta đã nghiên cứu và cho ra đời hệ thống tàu ngầm mini sẽ làm tăng khả năng thiết lập sự tương tác hiệu quả với tàu ngầm diesel điện cỡ lớn lớp Kilo 636.
Nhược điểm của tàu lốc Kilo có thể khắc phục được hoàn toàn bởi các tàu ngầm mini vốn có kích thước rất nhỏ và có thể dễ dàng trong việc luồn lách ven bờ. Bên cạnh đó, tàu ngầm mini trên còn có tính năng khá tương tự với tàu ngầm Mỹ là được trang bị các thiết bị hấp thụ sóng âm phản xạ để tăng cường tính năng ẩn nấp. Thêm nữa, với ưu điểm tuyệt vời như độ yên tĩnh cao khiến nó hoàn toàn được tự do hoạt động trong các khu vực của kẻ thù. Và ngược lại, nhờ có tàu ngầm lớp Kilo có lượng dạn nước lớn được trang bị hệ thống vũ khí mạnh sẽ giúp tàu ngầm mini được bảo vệ và cung cấp thông tin tình báo. Từ đó, hạm đội tàu ngầm mini sẽ dễ dàng tiến hành các chiến dịch, hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Bởi lẽ, khả năng chiến thuật của tàu ngầm mini thường được đánh giá là khá khiêm tốn. Bản thân nó chưa có hệ thống dẫn đường mạnh và thiết bị liên lạc vệ tinh. Nó chủ yếu làm các nhiệm vụ đặc thù như mang các loại vũ khí ngư lôi, tên lửa chống hạm. Cụ thể, trong một tình huống thông thường, tàu ngầm lớp Kilo sẽ mang những chiếc tàu ngầm mini đến bên ngoài các khu vực mục tiêu, rồi sau đó thả chúng đi thực hiện các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù như tấn công cảng hoặc là giải thủy lôi ở ven bờ. Nếu trang bị nhiều tàu ngầm mini, nó có thể thực thi chiến thuật bầy sói, đáp ứng khả năng phản ứng nhanh trên biển. Các bạn thân mến, các bạn thấy sự kết hợp giữa hai con tàu này như thế nào? Có lợi hại hay không ạ? Comment chia sẻ cảm nhận về phương thức tác chiến vừa rồi cho chúng mình biết với nhé. Không biết là các bạn nghĩ như thế nào về việc tác chiến tàu ngầm, thế nhưng tin mới nghĩ rằng đây chắc chắn là một sức mạnh mới của Việt Nam trên Biển Đông. Đầu tiên nói về phương thức tác chiến tàu ngầm, đây được coi là một trong những phương thức tác chiến quan trọng và rất hữu hiệu trong việc phát triển học thuyết quân sự phi đối xứng. Với nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Hải quân Việt Nam từ lâu đã nhận thức rõ được năng lực của mình, từ đó lựa chọn phát triển đường lối tác chiến phi đối xứng, còn được hiểu là lấy ít địch nhiều. Quá trình vận hành tàu ngầm không yêu cầu về công nghệ phức tạp, chi phí vận hành cao cũng như hạm đội tàu hộ tống đông đảo mà vẫn đem lại được hiệu quả răn đe cực lớn, khó có thể phát hiện. Bởi lẽ đó, hải quân nhiều quốc gia như Mỹ, Nga hay Triều Tiên lâu nay đã cực kỳ coi trọng việc tác chiến tàu ngầm. Thậm chí hiện nay, lực lượng hải quân Nga còn không có một chiếc tàu sân bay nào trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhưng họ vẫn đảm bảo được sức mạnh đại dương vô cùng mạnh mẽ của mình. Qua đó, chúng ta cũng hiểu được rằng những năng lực răn đe mà tàu ngầm mang lại là như thế nào. Đến giữa năm 1990, với quyết tâm bổ sung tàu ngầm cho lực lượng hải quân, Việt Nam đã chính thức nhập khẩu hai tàu ngầm mini Yugo từ Triều Tiên, sau đó thành lập Trung đoàn Đặc công Tàu ngầm 196. Tàu ngầm này được trang bị động cơ MTU diesel có lượng dạn nước khoảng 100 tấn, chiều dài là 20m, cho phép nó có thể di chuyển ở vận tốc tối đa là 4 hải lý trên giờ khi lặn và 10 hải lý trên giờ khi nổi. Tàu được vũ trang hai ống phóng ngư lôi cỡ 406mm, có kíp lái 4 người và có thể triển khai một tiểu đội 8 lính đặc công người nhái phục vụ cho nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo hoặc phá hủy các căn cứ cũng như ký tài của đối phương. Với trọng lượng và kích thước khá nhỏ, tầm hoạt động tối đa là 550 hải lý, chúng ta có thể dùng các tàu cá ngụy trang để dẫn dắt tàu ngầm mini đến khu vực tác chiến, sau đó để tàu tự thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, do thời gian hoạt động đã lâu, không còn đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật cũng như những tính năng chiến đấu, sự an toàn cho người vận hành, nên các tàu ngầm Yugo được rút khỏi thành phần chiến đấu, lui về phục vụ công tác huấn luyện tác chiến hải quân. Hiện nay, việc sở hữu vận hành tàu ngầm mini được xem là một điều vô cùng quan trọng trong phương thức tác chiến phi đối xứng trên biển của Việt Nam. Tàu có khả năng hoạt động bí mật, không phụ thuộc nhiều vào thời tiết, dễ tạo ra những bất ngờ cho đối phương, có thể đạt hiệu quả tác chiến cao khi tấn công vào các mục tiêu trên biển. Tất cả những ưu điểm đó, cùng với những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình vận hành tàu ngầm mini Yugo, thêm vào đó là sự phát triển của khoa học kỹ thuật, Việt Nam hiện nay đã thành công việc chế tạo tàu ngầm mini cho riêng mình. Ví dụ kinh điển cho khả năng của tàu ngầm mini mà chúng mình có thể đưa ra được như sau. Vào năm 1996, chiếc tàu ngầm Sango của Triều Tiên đã bí mật vượt qua được tất cả các hệ thống phòng thủ dưới nước tiên tiến bậc nhất của Hàn Quốc, sau đó đổ bộ 3 biệt kích lên bờ biển của tỉnh Sangwon. Sự việc chỉ bị bại lộ khi con tàu không may mắc cạn, thế nhưng đây quả thực là một cú sốc cực lớn cho thế giới khi thấy được sự nguy hiểm của tàu ngầm mini là như thế nào. Xét về mặt địa hình, khu vực duyên hải nước ta từ Thanh Hóa cho tới Bình Thuận tương đối khúc hiểm, nhiều mạch núi hay chạy sát biển tạo thành những mụn đá bán đảo, có ý nghĩa quan trọng trong bố trí các trận địa phòng không.
hệ thống quan sát nhằm phát hiện địch từ xa. Bên cạnh đó, nước ta cũng có nhiều vịnh có độ sâu lớn như Cam Ranh, Vân Phong, Đà Nẵng, Dung Quất, Phan Thiết, hoàn toàn có thể tận dụng cải tạo làm các khu căn cứ và hậu cần kỹ thuật cho tàu ngầm. Đáy sâu từ 50 đến 150 m, cách bờ từ 20 đến 100 km, độ sâu tương đối lớn lại bằng phẳng do đáy chủ yếu là bùn cát, ít chướng ngại ngầm. Vô cùng thuận lợi cho tàu ngầm mini hoạt động gần bờ, từ đó tận dụng được khả năng chi viện cũng như sự yểm trợ từ các lực lượng của ta trong tác chiến hiệp đồng. Thành công chung, việc phát triển tàu ngầm mini là một bước tiến của ta phù hợp với phương thức tác chiến mới trong điều kiện hiện tại. Đây cũng chính là sự bổ sung cần thiết cho đội tàu ngầm tấn công Kilo 636 vốn đã vô cùng mạnh mẽ. Tàu ngầm mini Made in Việt Nam ra đời hứa hẹn sẽ giúp Hải quân tự chủ về lượng khí tài, đảm bảo bí mật về lực lượng tác chiến, tạo ra bất ngờ lớn cho kẻ địch. Xa hơn nữa, từ những kinh nghiệm sẵn có trong chế tạo và vận hành tàu ngầm mini, rất hy vọng Việt Nam ta có thể sớm tiến đến nắm bắt được công nghệ tàu ngầm, có lượng giãn nước lớn hơn cùng với khả năng chiến đấu tinh vi hơn. Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của video cũng đã hết rồi. Các bạn có cảm nhận như thế nào về bước tiến đột phá này của Việt Nam ta? Comment chia sẻ ngay dưới video này. Đồng thời, nếu thấy chủ đề hay, hãy cho Tin Mới một lượt like, share, subscribe nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.